Liên hợp quốc tuyên bố 9 nhân viên của cơ quan liên hợp quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine có thể từng tham gia cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Liên hợp quốc hiện tại đã sa thải những người này. Phó phát ngôn viên của Liên hợp quốc Fahad Haq cho biết, Liên hợp quốc đã thu thập đầy đủ thông tin để đi tới quyết định sa thải 9 cá nhân này. Cơ quan này sẽ cần đánh giá thêm trước khi hoàn toàn xác nhận các cáo buộc. Trước đó, Văn phòng Giám sát Nội bộ của Liên Hợp Quốc đã hoàn tất cuộc điều tra về cáo buộc 19 nhân viên của Cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine, UNRWA, tham gia cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Lãnh đạo UNRWA, ông Philip Nazarini khẳng định, các nhân viên của tổ chức này phải tôn trọng nguyên tắc nhân đạo trung lập. Israel hồi tháng 1 đã gửi tài liệu điều tra tới UNRWA, cáo buộc nhiều nhân viên của tổ chức tham gia vụ tấn công của Hamas, sau đó, nhiều nước đã tuyên bố tạm dừng hỗ trợ UNRWA. Cuộc đột kích ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas và Israel đã khiến khoảng 1.140 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Chiến dịch đáp trả của Israel ở dài Gaza đến nay khiến gần 40.000 người thiệt mạng.